Xin kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Một thỉnh nguyện thư đòi Amazon cấm bán thảm nhà tắm phỉ báng cờ Việt Nam Cộng Hòa. Bản tin tiếp theo liên quan đến California cho phép nhân viên để chích ngừa bỏ đeo khẩu trang. Lần đầu tiên ông Trump thừa nhận không thắng bầu cử và mong ông Joe Biden thành công. Nhóm người Đài Loan ở Sài Gòn nhồi hàng trăm ký ma túy vào dạ dày heo. Đặc sản vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim có nguy cơ bị xóa sổ. Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bị bắt giam vì nhận hối lộ. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì tổ chức Vietnamese American Community of the USA vừa đưa ra thỉnh nguyện thư trên trang Change.org kêu gọi mọi người ký tên đòi công ty Amazon ngừng bán một sản phẩm mang tính phỉ báng lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của các dân tộc, đặc biệt là đối với dân tộc Việt Nam. Có hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam đang sinh sống trên khắp thế giới sau khi Cộng sản nắm chính quyền tại Việt Nam. Và theo trang này thì chúng ta là những người Việt hải ngoại tiếp tục bảo tồn và tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng truyền thống. Trong nhà của tất cả những người Việt hải ngoại, lá cờ luôn ở vị trí trung tâm, cao nhất ở phòng khách. Sản phẩm kể trên được bán trên trang Amazon.com thông qua một công ty của Trung Quốc khác. Đây là một sự xúc phạm nặng nề đối với dân tộc Việt Nam. Những Việt hải ngoại cũng khẩn cầu công ty Amazon.com lấy mặt hàng này ra khỏi quầy trưng bày trên trang mạng của công ty đang bày bán. Quay sang phần tin khác, thì Thống đốc Gavin Newsom vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 6 ký lệnh cho phép nhân viên để chích ngừa Covid-19 đủ liều ở hầu hết lĩnh vực bỏ đeo khẩu trang từ thứ Sáu, theo nhật báo LA Times. Lệnh này giúp loại bỏ một trở ngại lớn trong kế hoạch mở lại suôn sẻ nền kinh tế California của ông Newsom. Thống đốc Newsom ký lệnh sau khi Hội đồng Tiêu chuẩn Sức khỏe và An toàn Lao động của tiểu bang bỏ phiếu tán thành đề nghị cho phép nhân viên để chích ngừa đủ liều ở nhiều nơi làm việc bỏ đeo khẩu trang. Thông thường phải mất ít nhất là 10 ngày thì bất kỳ tiêu chuẩn nào do cao OSHA đặt ra mới có hiệu lực để chờ văn phòng luật hành chánh của tiểu bang xem xét. Tuy nhiên, Thống đốc Newsom hầu như lập tức ký lệnh nêu trên sau khi có quyết định cho phép áp dụng tiêu chuẩn mới mà không cần chờ xem xét. Tiêu chuẩn mới cũng cho phép bỏ quy định giữ khoảng cách giữa tất cả nhân viên cũng như là bỏ quy định dựng tấm chắn để hạn chế virus lây lan. Chẳng hạn như tấm chắn bằng nhựa giữa khách hàng với nhân viên thu tiền giờ đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn mới, công ty vẫn phải cung cấp khẩu trang cho nhân viên nào chưa chích ngừa Covid-19 đủ liều, đồng thời cũng bảo đảm những người này đeo khẩu trang khi ở bên trong văn phòng hoặc là khi đi chung xe của công ty. Công ty cũng phải cung cấp khẩu trang đặc biệt như loại N95 nếu nhân viên chưa chích ngừa đủ liều yêu cầu cung cấp. Ngoài ra, công ty cũng phải lấy tối đa không khí ở bên ngoài, bên trong tòa nhà. Và cựu Tổng thống Trump vào hôm thứ Tư ngày 16 tháng 6 đã thừa nhận ông không thắng trong cuộc bầu cử 2020 khi mà trả lời phỏng vấn trong chương trình của ông Sean Hannity trên đài Fox News, đồng thời cũng tỏ ý mong đợi Tổng thống Joe Biden thành công trên trường thế giới. Ông Trump than phiền, dù năm 2020 có nhiều phiếu hơn so với năm 2016 nhưng chúng ta đã không thắng. Đây là lần đầu tiên mà cựu Tổng thống phát biểu mang hàm ý người chiến thắng là đối thủ và còn mình là ở nằm tình trạng ngược lại là thua cuộc. Sau suốt 7 tháng luôn than vãn là bầu cử gian lận. Ngoài ra, ông Trump cũng tuyên bố mong muốn ông Joe Biden thành công trong việc đối ngoại dù phê phán cuộc họp thượng đỉnh vừa xảy ra giữa người kế nhiệm và ông Putin, Tổng thống Nga là tệ hại. Tuyên bố thừa nhận là không thắng của nhà tỷ phú xảy ra vào đúng ngày ông Joe Biden và ông Putin gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo nhà báo là Haberman của nhật báo New York Times, nhận định là cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ và Nga vừa xảy ra là một sự kiện thực tế cho những người MAGA, thấy rõ ràng rằng là một người khác đang là Tổng thống chứ không phải là ông Trump. MAGA là 4 chữ cái đầu trong câu Make America Great Again, khẩu hiệu tranh cử của nhà tỷ phú. Trên thực tế thì ông Trump đã công khai thừa nhận không phải là một Tổng thống 2 nhiệm kỳ. Và nghi can cầm đầu người Đài Loan đã cho chia nhỏ ma túy nhét vào dạ dày heo cấp đông nhằm qua mặt giới hữu trách để chuyển ra ngoại quốc. Ngày 17 tháng 6 thì Thiếu tướng Nguyễn Văn Việt, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra và tội phạm về ma túy Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết vừa phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 người với tang vật thu được gồm 270 kg ketamine và 540 kg ma túy tổng hợp do nghi can Huỳnh Yến Sen, quốc tịch Đài Loan và một số người Đài Loan hiện sống tại Sài Gòn điều hành. Theo báo Thanh Niên, khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 5, công an bắt quả tang một xe hơi chở 3 thùng mì gói chứa 10 kg ma túy ketamine ở quận Bình Tân. Ngay sau đó, giới hữu trách đã tiến hành bắt giữ 2 người Đài Loan đang chuẩn bị nhận hàng. Từ manh mối này, công an khám xét một nhà xưởng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, do nghi can Huỳnh Sen Yen thuê làm kho đông lạnh. Tại đây, giới hữu trách cũng tìm thấy 90 kg ma túy được chia nhỏ, nhét vào 900 dạ dày heo, sau đó ép chân không. Trong mỗi chiếc dạ dày còn giấu thêm khoảng 100 g ketamine. Các lô hàng đều được nghi can gắn thiết bị định vị để theo dõi quá trình vận chuyển sang Trung Quốc. Khám xét tiếp kho hàng của một công ty vận chuyển tại xã Tân Kiên, quận Bình Chánh, Sài Gòn. Nhà chức trách thu thêm 150 kg ma túy giấu trong 5 máy motor điện, mỗi motor nặng 1 tấn. Lô hàng này đang chuẩn bị được chuyển ra tập trung ở Hà Nội. Và vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, loại trái cây đặc sản nổi tiếng được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng, có nguy cơ bị mai một khi mà nông dân đang đốn bỏ hàng ngàn hecta cây trồng. Những ngày này, đi dọc các xã Bàng Long, Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, rất dễ bắt gặp những thân vú sữa Lò Rèn bị cưa làm củi chất đầy hai bên đường. Nói với báo VN Express thì ông Nguyễn Văn Nguyên, 67 tuổi, ở xã Bàng Long, người có 5.000 m² vú sữa Lò Rèn, chính gốc tại Tiền Giang, cho biết những năm trước, nếu mà thời tiết thuận lợi, mỗi một mùa trái, bình quân gia đình của ông thu lợi nhuận từ 100 triệu đến 200 triệu đồng. 3 năm trước, cây vú sữa trong vườn nhà của ông Nguyên bắt đầu bệnh thối rễ, hư trái. Ông dùng phân thuốc để trị nhằm cố gắng phục hồi nhưng thất bại do cây đã lão hóa. Phân nửa diện tích vườn vú sữa của ông bị đốn bỏ, trồng sen cây sapoche và đến năm nay thì toàn bộ số vú sữa còn lại đã bị đốn sạch. Và cũng trong phần tin Việt Nam thì một cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đã bị bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ hàng chục ngàn tỷ đồng từ bị cáo Phan Văn Anh Vũ. Chiều ngày 16 tháng 6 thì báo Tuổi Trẻ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khám xét và bắt giam ông Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Công an để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Linh được xác định là đã nhận hối lộ là 16 tỷ đồng của bị cáo Phan Văn Anh Vũ tức là Vũ Nhôm, cựu thượng tá an ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đã bị kết tội trong 4 vụ án và hiện đang thụ án 30 năm tù với cáo buộc cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, hôm 15 tháng 6, ông Linh đã bị khởi tố nhưng bị Bộ Công an chỉ thông báo là ông Linh có một số vi phạm pháp luật và không nêu cụ thể. Tin cho biết hồi đầu tháng 3 vừa qua, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị cáo Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ, đồng thời đề nghị truy tố ông Hồ Hữu Hòa ở tỉnh Nghệ An về tội môi giới hối lộ. Trong bản kết luận điều tra, ông Linh nhiều lần được nhắc đến là người mà bị cáo Vũ muốn tiếp cận. Theo đó, thì hồi tháng 6 năm 2017, thì khi Bộ Công an khởi tố vụ án cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, bị cáo Vũ nhiều lần bị triệu tập. Báo VN Express cho hay, do muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án này, thông qua ông Hòa, bị cáo Vũ nhờ kết nối với Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Duy Linh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.